Và ok, hello mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ trở lại với lại FIFA Online 4. Thì trong tập trước mình cũng có làm một video về FO4 á. Thì mình có nói là mình mới quay lại game nên đội hình khá là cùi, thì mình có nạp 400 FC vô để chơi thử cái tỷ phú FO4 á. Nhưng mà sau khi chơi xong thì mình mở ra được cầu thủ khá là cùi, rất là nhiều cầu thủ cùi luôn. Mình nghe mọi người comment bảo thế, chứ lại có 12 tỷ thì khó mà build đội hình. Nên là ngày hôm nay mình đã quyết định nạp thêm 1.100 FC đây để chúng ta có thể chơi tiếp cái sự kiện tỷ phú FO4 nè. Đây, sự kiện tỷ phú FO4 để mình có thể sắm một đội hình tốt hơn để những buổi stream mình sẽ chơi giao lưu với mọi người ha. Rồi, thì bây giờ mình có 1.100 nè, mình quay chắc 50 lần luôn đi ha. Đây, 900 FC. What? Yo. Mong là ra mấy cái gói xịn xịn tí. Uầy, đây 1.3 nữa. Ô đặc biệt. Ừ không, hình như cái này nó có jackpot nữa. 1.9 nè. 900 triệu, 1.9, qua cũng nhiều gói xịn ha. Để coi đi được mấy vòng rồi. Ô, mình được 4. Đâu rồi, coi số vòng. À đây, mình đi được 7 vòng rồi nè. Còn ở đây thì mình phải chọn hết ta. Ồ, mình đi 7 vòng rồi là giờ mình được chọn cái này hả? Thì mình chọn nào đây? Bên trái phải nhờ. Bên này thì nó có gói. Thôi chắc mình chọn bên trái đi ha. Thôi bên phải thấy nó cộng 8 nè. Đây ô à đúng rồi, vậy là chọn nè. Rồi ok. Bây giờ mình còn 1.260. Mình sẽ quay tiếp 10 lần luôn. Thế coi đi đủ thêm một vòng đó không. Rồi cũng không có gói gì đặc biệt ha. 1.7. À chúng ta đi được thêm vòng nữa. Vậy là được 8 vòng rồi. 10 vòng thì sẽ được một cái icon nè. Không biết mình có nên đi 10 vòng luôn không ta? Với lại 3 tỷ nữa. Với số tiền này thì có thể mình sẽ build được đội hình đó. Thì để xem. Thì bây giờ mình sẽ đợi cho vật phẩm về tới kho ha. Rồi ok, mình sẽ gặp lại mọi người sau. Dũng đi bình luận.com là trang web bán game FIFA 23 bản quyền và Big Sport với giá siêu ưu đãi. Chỉ với 149k, các bạn sẽ hữu riêng cho mình tựa game FIFA 23, được hỗ trợ cài đặt cũng như update game hoàn toàn miễn phí từ đội ngũ admin của trang web. Và đặc biệt các bạn sẽ được bảo hành trọn đời. Link website mình sẽ để dưới phần mô tả. Ok, có lẽ như là đồ của mình về hết rồi đó. Đâu rồi, đây này mình đã nhận hết rồi nè. Mấy cục này mình chơi ngu rồi, mình thấy nó rẻ rẻ mình định mua thử, nhưng mà ai ngờ là phải có mấy cái thẻ tích lũy này nè thì mới mở được. Ui, quá đáng tiếc luôn, hơi bị phí PP. Thì mấy cái tiền nè mình cũng đã nhận hết rồi, được 41 tỷ nè, cũng khá là nhiều á. Thì bây giờ mình sắp xếp đi, xếp tăng dần nè. Mở mấy cái cùi cùi trước đi. Có huấn luyện viên, có cả huấn luyện viên nữa à. Mở thử coi ra gì. Huấn luyện viên đặc biệt, special coach. Ơ, hôm nay giống người châu Á nhờ. Chả biết nữa. Đây, gói 92, gói cùi nhất. Sẽ mở hết. Búp. Lần trước mở xui quá rồi, không biết là trong tập này. Ôi, 94. Chán thế. Gói 93 nè. Nhưng mà quất. Mở nhanh luôn. Ôi, gói 93 ra còn 95. 90 rồi. Ôi, con này có khả năng ra cộng 8 luôn nè. Đầu thử coi. Búp. Có đi vô đường hầm không? Và ui, có vô đường hầm này. Vô được một cửa, hai cửa. Ôi. Quê của PSG à, 105 cộng 8 mà. Mùa LH 1 tỷ 6 rồi, chắc là cùi lắm. Rồi chúng ta sẽ mở tiếp đi. Cái này cộng 8 nữa nè. Nhưng mà cái này có 90 rồi hả? Để xem. Ra được anh nào. Ôi. Cộng 6, 98. Mùa veteran nè. Ôi, game này nhiều mùa thế nhờ, mình cũng chả biết nữa. Đây, cái này thì không có cộng nữa, này mở bình thường thôi, chắc ra mấy con cùi cùi thôi à. Đúng luôn. Mình còn biết ông này là ai nữa. Thôi, tiếp theo thôi, Multi Class. Gói 94 cộng. Tao. Ra gì đây? Ui. Mình chả biết ông này luôn, của con bộ Crystal Palace à. Đây, bắt đầu lên 96 quá nè. Búp. Không được vô đường hầm luôn chứ. Đây thêm 96. Đây là mùa gì đây? Free agent là cầu thủ tự do. La 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 của Brighton. Cùi đấy nhờ. Nãy giờ không được đi sâu đường hầm. Cái này là có cộng 4 nè.
mùa Best of World Cup. Trời ơi, David Silva hình như là cầu thủ cũ của Man City, cộng 4 là gói 92. Mùa 22 UCL mùa Champions League. Ôi, được vô được học rồi. Ôi, vô được có một cửa à. Đây là Kolo Muani của Eintracht Frankfurt. Ờ, gói này chắc để dành tí vỡ đi. 102 nè. Đây, thế 100 rồi nè, hơn 100 rồi nè. Coi ra gì đây. Ôi, đi vô được hầm. Đúng rồi, vô luôn, vô sâu vô. Trời ơi, vô được có một cửa à. Đây là Nandes mùa World Cup 2022. Ờ, mở gói 100 trước đi. Mấy gói thấp thấp trước đã. Minty Class. Trời ơi, không được vô, đi vô luôn chứ. Ờ, 100 nữa nè, bỏ đi 100 đi. Búp. Ra được gì đây? Mở thẻ này nó mở liền lâu nhỉ. Ôi, Molina có 101 à. Mình cũng chả chơi câu lạc bộ Atletico đâu. Đây, 101. Đây đây. Ôi, vô đường thầm ơi, vô sâu sâu tí nè cho vui. Trời ơi, vô được có một cửa. Modric của Chelsea. Ờ, 101 nè, 101 trước đi. Pum. Đây gì đây? Rồi, cũng vô được mới có một cửa. Đây là Jordan Henderson của Liverpool. Ờ, 103 nè, 103 đi. Home crowd. Đây ơi, đi vô. Rồi, cũng vô được một cửa. 103 Hugo Malo. Ờ, 104 nè, 104 thường trước đây. Vô. Mọi, đi vô. Trời ơi, vô được có một cửa. Đây là Deco. À, hình như là một huyền thoại nè. Legendary number 106. Thôi, cũng được đây. Đây, gói này có khả năng ra cộng 4 nè, cũng được ấy. Đây đây. Ôi, lại vô có một cửa. Aubameyang, hình như là trong tập trước mình cũng mở ra được Aubameyang nè. 16. Rồi, bỏ luôn gói này đi. Đây, có thể ra được Icon luôn rồi. Rồi, đủ rồi, đi vô cửa. Có phun lửa, phun liếc gì không? Ôi, đây là Ole Gunnar Solskjaer. Mình chắc cũng không chơi con đó đâu, chắc mình bán đó. Đây, gói Multilat cộng có khả năng ra cộng 3, 104. Đây rồi. Ui, vẫn vô được có một cửa. Chán ấy. Có vẻ hơi xui. Ủa, có gói này, gói này không dùng được. Đây, 102. Đầu thử gói này đi. Mở một lúc hai phẩm luôn đi, cho nó ngầu. Trời ơi. Ôi, vô được có một cửa. Musiala và Kamaric. Rồi. Đây là gói ui, có gói 88 nữa. Nãy giờ không để ý. Rồi, mở gói 88 đi. Mở hai gói luôn. Trời ơi, Renato Sanchez, Cody Gakpo cộng 3. Hơi cùi. Gói này cộng 4 rồi, mở 4 trước đi. Mở, mở lúc hai cái luôn. Trời ơi, Katelele. Katelere của có 89 nè. Tiếp theo là 101 nè, mở 101 đi. Mở hai cái luôn. Let's go. RTN. Trời ơi, cũng vô được có con cổng mà. Yuri Bechiche 104 và Rode. Ok. Tiếp thôi. Đây, màu đỏ đỏ này nhìn cũng hay hay nè. Best of Euro 2021 à. Ui, có thể ra cộng 7 luôn. Đây, mở hai phát luôn. Mở nào, ok. Đây rồi. Trời ơi, cùi quá vậy. Rồi, 103 nè. Bắt đầu nó cao cao rồi đấy. Rồi, mở từng cái đi ha. Cho nó return, có return. Trời ơi, sao cũng vô được có một cổng à. Nghe Jaden Smith rồi. Mở thêm phát nữa nè. Mở ra. Đi vô sâu tí nào. Trời ơi, cũng được có một cổng à. Dennis Suret 107, cộng 4. Rồi, đây, 105 nè. Mở hai cái luôn đi, hai phát luôn.
Rồi ra gì đây? Ui phun lửa kìa, trời ơi vô được có hai cái rồi. Đây là Matic Delic và Salemaker của AC Milan à. Mà cũng được đi. 107. Tiếp. Mình mở gói 100 trước đi. Ui, tận 3 vật phẩm lần rồi. Quất luôn, sợ gì. Mở lúc 3 cái luôn. Phun lửa không? Không có phun lửa. Ôi. Thủ môn. Rồi, mở tiếp. 105 hả? Mở mấy cái 101 trước đi nè. Cái này có khả năng ra cộng 5 nè, 4 vật phẩm luôn. Mở từng cái đi. Ấy. Go. Ôi, không phun lửa. Farmen thủ môn. Rồi, cộng 3 cũng được. Mở tiếp. Rồi. Đây là Robby 106. Cùi ấy. Phun lửa đi. Không phun lửa luôn. Đây là Christian Romero. Không được có con nào cũng 5 nhờ. Đây, gói cuối rồi. Gói cuối rồi. Ôi, không phun lửa luôn. Matt Hummel 106. Hơi cùi. Nãy giờ không có tiền đạo xin xịn nhờ. 102 nè. Mở 102 trước đi nhờ. 3 vật phẩm. Thôi mở từng cái đi cho nó vui. Mở hết thì mất vui. 103 Châu Ma tiếp. Thôi mở hai phát luôn đi. Ôi phun lửa kìa. Ôi Johan Roy. Ôi sao hình trắng đen à. Với lại Niklas Sule. Ok. Dưới này còn có mấy thẻ à. 105. 102 nè. Mở 102 trước đây rồi mình mở gói 105. Ui 5 vật phẩm luôn à. Rồi mở từng cái rồi nhá. Rồi. Phun lửa không? Không phun lửa luôn. 106. Thôi mở 4 vật phẩm luôn đi ha. Mở ra. Đúng rồi. Sao nó cứ lát lát thế nào vậy? Ôi không có phun lửa luôn kìa. 107 cho Jordan Henderson. Nieder Rock 3, Chalo 3. Tim Krul nữa. Rồi 105 nè. Quốc con 105 đi ha. 105 không có cộng nè. Hai phát luôn. Ra gì đây? Phun lửa á. Rồi không được chữa gì sôi sâu vô trong. Luka Modric và Thiago Silva. 2 tỷ. Ui, Luka Modric tới 2 tỷ lần hả? Không được đấy. Rồi 105 nè. 105 trước đi. 4 vật phẩm. Mở một cái trước đi. Ba cái còn lại thì mình sẽ mở một lúc luôn. Peter Crow xéo vườn. Đây. Mở 3 phát luôn. Phun lửa không? Có phun lửa không? Không có luôn. Trời ơi, Iago Aspas, Nacho Fernandez. Koku của gì vậy? Cờ này gì quên là Thổ Nhĩ Kỳ hay gì đó. Hai. Còn hai gói à, đúng không? Đúng rồi, còn hai gói thôi. Hai gói này giống nhau không ta? Gói này thì 106 HG0 hả? Thôi mở này đi. 4 vật phẩm. Rồi, mở trước một cái luôn. Trời không được phun lửa nữa. Cambo 107. Rồi, mất 3 phát luôn. Rồi, ra gì đây? Phun lửa, đúng rồi. Đi vô sâu vô. Trời ơi. Nesta. Arnon. Carragher. Đây 106 nè. Hai vật phẩm quốc luôn. Mở hai luôn đi. Chẳng còn gì để mất. Nãy không được con nào đi sâu trong đường hầm thôi. Ôi phun lửa hả? Trời ơi không được vô trong sâu. Danny Blin. Và đi á. Luther King nhà văn hả? Đúng tên nhà văn á. Luther King. 88 nè. Mở coi 88 trước đi. Ui 88 không được đi vô đường hầm hả? À. Tomori cùng 5. 102 chắc cũng cùi à. 96 nè. Ủa. Lắc thế nhờ. Trời ơi không được đi vô đường hầm luôn.
Allen. Lấy tiền phát đi. Này chắc được tầm 4 tỷ hả? 4 tỷ đúng luôn. Mở ơi, gói đồng chắc khỏi mở đi hả? 99. Rồi, quốc ơi. Trời ơi, không được đi vô đường hầm luôn. 55, 52 triệu. 103, 105, 103, 103 trước đi. Búp. Đi vô đường hầm. Ôi, pháo hoa không được lửa nữa. Ông này ông nào đây? 2 tỷ 4, 109, cộng 5. Rồi, 104 nè, mở 104 đi. Búp. À đúng rồi, hình như là nó chưa có gửi cho mình cái gói icon nữa. Trời ơi. Thierry Henry 688 triệu. Hello bạn Phúc Nguyễn, hello bạn Đăng Khoa. Hello bạn Tường Phúc Nguyễn. Ở đây 105 hai gói này cũng na ná nhau thôi, mở đại đi. Mở hai phát luôn cho rồi. Pháo hoa không? Không có pháo hoa, không có lửa luôn chứ. Kuminer, cắt lốt solar. Rồi chán vậy. 105 rồi. Quất. Rồi không có pháo hoa luôn. Sergio Roberto. Cùi quá vậy. Hello bạn Thuận Nguyễn. Gói icon. À đây, mình còn một đống à. Để không để ý. Hello anh Khoa đèn lên. Mở gói này trước đi. Ui, này được 3 tỷ luôn á, ngon vậy. Ui, vậy là mình được gần 11 tỷ nè. 9 tỷ nè. 12 tỷ rưỡi, cũng ngược chứ. Gói này cùi cùi nè, mở gói này đi. Hello bạn Trần Vũ. Trời ơi, 70 triệu cùi vậy. 101 nè, mở 101 chứ đây, thấp nhất nè. Đợi xíu nha, để mình mở thẻ xong mình sẽ đá cho mọi người nha. Đây là Damien. Hình như Damien này, à không. Ở Damien này mình cũng đang sử dụng nè, nhưng mà là cái bảng mà lương thấp. Để cưng lương. 105 cộng, 50 cộng nè. Quất. Hello bạn Lâm Đặng Tùng. Trời ơi, Jesus Navas. Tại mấy con mình không dùng không à. 103 đi, cuối 103 đi. Return. Mới đầu mình định mua Haaland, mua team Man City chứ, nhưng mà mắc quá. Team Man City mắc quá, mình có lúc đó mới có 41 tỷ để build một team thôi. Nên không có đủ tiền mua build Man City. 105 nè. Từ nhá, mình mở hết thẻ đi rồi đá sau. Còn chưa như thế, Mason Mount cộng 2. Gói này đi. Gói này hai phát luôn. Trời ơi, chả lẽ không được cái lửa nào. Không được thật. Oh my god. Đây, chúng ta còn một gói icon nữa. Mình sẽ mở gói này xong, chúng ta sẽ mở icon. U là trời. Trời ơi. Thủ môn Sydney nữa chứ. 387 triệu. Icon. Sao nó không hiện như là lỗi à? Rồi, quất luôn. Lửa đây. Xin lửa. Ôi, pháo bồng. Deco 6 tỷ 7. Trời ơi. Ok, thì sau một lúc thì mình cũng đã build xong đội hình rồi đây. Thì tất nhiên là có sự trợ giúp từ bạn của mình. Thì bạn của mình sẽ tư vấn những con hàng chất lượng hoặc là phù hợp với đội hình cho mình. Thì chúng ta sẽ quay tới đội hình ha. Thì đội hình mình sẽ chơi là Team Color của AC Milan. Bởi vì trong những tập trước mình đã mở ra được Kaká nữa, với lại Nesta nữa, là hai cầu thủ của AC Milan. Nên mình sẽ tận dụng luôn ha. Tại vì mình không có nhiều tiền á, nên là mình sẽ tận dụng những gì có thể. Thì đầu tiên ở vị trí tiền đạo thì mình sẽ có Ronaldo béo nè. Thì mình có mua một cầu thủ nữa là Fernando Torres. Nếu mình thấy Rô béo đá có vẻ ngon hơn nên là mình sẽ sử dụng Rô béo à.
Nhưng mà thật ra là mình thích Shevchenko hơn, nhưng mà Shevchenko thì hơi đắt, với lại không có ai bán nữa nên mình cũng khá là khó mua. Hai tiền đạo cánh của mình sẽ là Rafael Leao và David Kham. Thì hai cầu thủ này là ở cộng 3 thôi, tại cộng 5 khá là mắc, mình không có đủ tiền để mua cộng 5 nên mình chỉ sử dụng cộng 3 thôi, nhưng cũng thấy khá là ổn rồi. Rafael Leao nè, mình thấy Rafael Leao đá khá là hay á. À quên nữa, thì đội hình của mình sẽ là đội hình 4-2-1-3 ha. Trong FO4 sẽ gọi là 4-2-1-3, còn trong FIFA 23 thì sẽ gọi là 4-3-3 attack. Tại mình chơi Kaká vị trí cam nè. Thì đó, thì trong FIFA 23 với FIFA Live 4 nó sẽ khác nhau chỗ đó. Thì ở đây Kaká là bữa mình mở ra được cộng 1 thì mình đã đập lên cộng 3 luôn. Thì Kaká mình thấy cũng ổn thôi, cũng đá khá là nhỏ con á nên là khá là khó tranh chấp bóng. Và vị trí tiền vệ thì ở dưới sẽ có Frank Rijkaard và Ruud Gullit. Hai cầu thủ này mình thấy cực kỳ ngon luôn. Thì nhất là Frank Rijkaard thu hồi bóng rất là hay luôn. Rồi ở vị trí hậu vệ thì mình sẽ có cặp trung vệ là Paolo Maldini và Andre Nesta. Thì Nesta mình cũng mở ra được thôi. Hai hậu vệ cánh là Damian và Diego Dalot, chủ yếu là để cân lương cho đội hình thôi. Nhưng mà hai cầu thủ này mình thấy cũng khá ổn á, cũng khá là ngon đó. Mình đá cộng 5. Và cuối cùng là vị trí thủ môn là Donnarumma, cộng 5 luôn. Mùa 21 UCL thì Donnarumma mình thấy bắt khá là chắc chắn luôn á. Mấy pha mà mình đá thì cầu thủ đồ bạn sút Donnarumma cản phá được hết luôn á. Và ok, thì đây chính là đội hình của mình đây. Thì mọi người có ý kiến hoặc là muốn gửi ý cho mình những cái tên nào hay hay á để thay thế hoặc là nâng cấp cho đội hình đó thì cứ comment bên dưới cho mình biết nha. Và cuối cùng thì đây là tên trong game của mình nè. Mọi người có thể kết bạn với mình ha. Thì có rất là nhiều bạn đã kết bạn với mình trong cái video trước nè. Thì mình sẽ có những buổi live đá FIFA Online 4 giao lưu với lại mọi người. Thì mọi người kết bạn ha. Rồi đến những buổi live thì mời mình sẽ vô chơi cùng mọi người. Thì ok, thì đó là những gì của video ngày hôm nay. Thì nếu mọi người thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, subscribe và comment ý kiến của mọi người bên dưới cho mình biết ha. Bây giờ thì bye bye mọi người.